đi nó có dò nít nữa, nhưng mà tùy muốn làm dò nít thì lớn cũng được. Mặt một cái đầu dò nó hay có cái mặt trơn đúng không, cái que màu đen thấy không, thì lúc nào mình cầm á mình cũng phải để ngón tay cái về cái mặt trơn ra trước, thì cái mặt phẳng này là mặt phẳng của sống chứ không, với mình cái quạt nữa thấy không. Rồi nó tên gì? Dạ Lê Thành Đạt. Dọc ha, đấy tìm đây ha, mình chịu không khỏi bên đây, mỏm tìm bên đây, hiểu không? Thường thường là vậy. Để trục dọc tức là mình cắt cái mặt phẳng của đầu, mặt cắt của cái sống sơ mắt cũng theo cái trục dọc của tim, trục dọc tim từ đây xuống đây gì nữa. À, rồi, đầu giờ thường thường khoảng từ 2 qua khoảng từ 3 cạnh trái, mặt phẳng của đầu giờ tổng có 45 đến 75 độ so với cái sinus. Thì có thể kéo lên cái xuống tùy theo cái tim á, thứ tiên mình làm sao cho ra cái hình như là cái trục dọc, tức là làm sao ra cái hình giống vậy là cái trục dọc, hiểu không? Rồi đây tôi sẽ đặt em. Cái đó phải là mục đích chính của bài hôm nay là mình coi mặt cắt cơ bản để kiểm định dọc thì nó có những cấu trúc nào nhất á, là mình chủ rồi ha, lên với con nhĩ trái ha, thất trái, thất phải, rồi lá trước và hai lá, lá sau và hai lá, đây là hai cái lá của đồng mạch chủ, qua đồng chủ nó ba lá, nhưng mà mình cắt một cái cắt á thì mình chỉ có hai lá thôi, cái này là lá bên phải, lá con vành, cái này là lá bên phải. Điều gì chưa ăn anh thôi dạ, sáng có uống sữa rồi. Nhắc lại ha, lá trước quanh hai lá, lá sau quanh hai lá, nhĩ trái, thất phải là mật chủ, lá không vành, lá vành phải là thành trước quanh, nghe để được dọc rồi. Bây giờ mình để màu vô nó có cái gì bất thường. Ủa nó bị bệnh gì vậy, nó khám được lần nào chưa? Dạ em mới khám lần đầu. Nó bị gì mới khám? Dạ tim. Mà cách này mình thấy bình thường ha. Nếu mà có hở chủ, này nó có hở chủ chút xíu nè ha. Khi mà hở chủ nó rất là ít, không đáng kể. Nếu mà có không nguyên thất thì có thể mình thấy được khúc này. Nguyên thất còn mênh màng. Mà một cách này có thể thấy được. Mình chưa thấy gì lạ. Rồi. Xong rồi. Từ một cách tính dọc nha. Nói lại, tôi dọc một cái như cái hình này ha. Làm sao mà anh chị để cái đầu mặt chủ vô sát vô giữa hình. Xoay được là chúng ta thấy cái đồng hồ. Chỉnh ngang qua đồng chủ. À, đây là ba lá ba đồng chủ, lá bên phải trái, lá bên phải, lá không phải. Hồi nãy mình cắt trên đường dọc, mình cắt hướng này nè, cắt hướng này. Thành ra mình sẽ thấy lá bên phải, lá không phải. Thân này, thức phải, nghĩ trái, bắt đi nghĩ ra. Đây là trục ngang qua bên đồng. Tức là anh sẽ, hồi nãy là trục dọc lên về thì xây 90 độ theo chiều đồng hồ ha. Xây đầu dọc 90 độ theo chiều đồng hồ. Rồi bây giờ mình coi khảo sát cơ mặt phổi nó có gì bất thường không. Mình thấy cũng có vẻ bình thường. Hai nhánh mặt phổi ha, mặt phải nè, mặt phổi trái thấy không. Mặt phổi chia hai nhánh á, hiểu không. Thân mặt phổi nè, phải không, phải trái.
nó phổ trong phổi, tức là trên áp qua vai động phổi này coi như là bình thường ha, có 41 có 4 gì đó chức năng thì coi như bình thường không có hẹp. Rồi đó là kẻ trục ngang qua động phổi, quan kẻ trục ngang qua động chủ. Đây mình có thể thấy phần bên phải đây nè, phần bên trái thì ngoài chỗ này. Từ kẻ trục ngang qua động chủ á, mình nghiêng đầu về phía mẫn tim. Nhớ là mẫn tim như này ha, vị trí như này mình nghiêng xuống, nghiêng nhìn theo dõi, nghiêng nhìn qua bên hai lá, qua bên hai lá, bên hai lá lá trước và hai lá sau, lá sau. Và nghiêng tiếp qua sẽ qua hai cục cơ trước bên, cục cơ sau trong. Hai lá của bên hai lá, đây là mép trước đây, mép sau đây. Từ trước là sau mình sẽ chia ra 1, 2, 3, A1, A2, A3, P1, P2, P3. Ước lượng thôi chứ không có ranh giới nha. P là sau, A là trước ha. Xong rồi bấm từ mở, mở tim ở đây thì để đầu giò nghe mở tim. Cái mặt cơ xe ra ngoài ha. Thường thường mình sẽ thấy được hai lá, lá sau ít khi nào thấy lắm. Hôm nay là lá trước, lá sau. À, lá trước, lá sau của ba lá. Ba lá thì là lá vắt và lá trước, và hai lá thì là lá trước và lá sau nha. Và lúc nào á thì bình thường giữa hai cái lá vắt này nè, à, giữa hai lá này nè, nó có một sự chênh lệch. Nếu mà nó bằng nhau thì cái chuyện nó bất thường ha. Những hai lá nó ngang nhau rồi. nhĩ phải thất trái bên ba lá, bên hai lá, có liền nhĩ đây, liền nhĩ đây sẽ là có liền thất. Rồi thường thường thì mấy bác sĩ sẽ đo cái phổ hở ba lá. Mình là 4V bình phương, 2.2 bình phương nhân 4 là 19.6. 19.6 này á là trên áp giữa thất phải và nhĩ phải ở thùy tâm thu. Kịp không? Trên áp áp được thất phải thì áp được nhĩ phải ở thùy tâm thu là 19.6 coi như 20 đi. Nếu mà bệnh nhân không có suy tim á thì áp được nhĩ phải khoảng 5 mới cho thiên ngân. Do đó mình suy ra là áp được thất phải là 25. Hồi nãy mình biết không có hẹp quanh động phổi thành ra áp lực tâm thu động mạch phổi và tâm thu thất phải là sẽ coi như bằng nhau. Trên áp nó có 4 mà tôi không nói gì hết ha. Như vậy á thì bác sĩ tôi sẽ lấy là cái trên áp này cộng 5 ra áp lực động mạch phổi trong trường hợp không có suy tim. Nếu mà bệnh nhân có suy tim thì cái áp lực này nó sẽ khoảng 10-15 tùy theo suy tim nặng hay nhẹ. Áp lực nhĩ phải nó bằng áp lực cũng là trung ương, hiểu không? Nó là CVP á. Nó thành ra nhớ là khi nào bất cứ mình đo trên áp này xong mình nhớ cộng 5-10-15 tùy bệnh nhân có suy tim hay không để tính ra áp lực tâm thu trong trường hợp không hẹp van động mạch phổi. Nhớ nha, chịu. Có không? Đây. À, cho những người chờ chút xíu. Này, phổ hai lá. Này, tim nó bình thường ha. Rồi, bốn buồng ha. Từ bốn buồng nè. Hạ đuôi giò xuống, nhìn cái đầu giò ha. Đầu giờ nó 45 độ này ha. Xong rồi mình hạ đuôi giò xuống nè. Cho nó cắt từ phía trước thì nó sẽ lòi ra là một chủ. Một chủ đây. Phổ của đây là chủ. Rồi từ 4 buồng ha. Xe đi dần chuyển chiếc đồng hồ. Nhìn cái đầu giò nha, nhìn đầu giò. Xe người chiếc đồng hồ, xe ra hai buồng trái. Hai buồng trái. Xe nhớ ra, em được dập, được từ mở.
này chúng tôi người lớn làm sao ha, cái này thấy nó bình thường mà đâu có gì đâu, ai nói nó bệnh tim? Dạ, nhi đồng một, nhi đồng nói bị bệnh gì? Tim nó bị phì đại gì đó. Đúng, cái tim phì đại hả? Có tim phì đại, không có phì đại nhiều đâu, không có rõ lắm, dưới sườn ha, nó thì mình làm dưới sườn dễ hơn người lớn. Nhớ là cái tim là ngay đây nè, 40 miếng sườn nè, cái bên cơ sẽ ra lên bên trái bệnh nhân nè, 40 độ, giờ 45 độ so với bụng bệnh nhân nha, 45 độ. Hiện đây mình sẽ có là miệng phải nè, thất phải, miệng trái, thất trái đây. Đầu giờ 45 độ xuyên cái bụng, lại đầu giờ ra tới hai đuôi giờ xuống sẽ có 5 buồng dưới sườn, nó y như cái năm buồng từ 5 buồng từ mỏm nha, chỉ hai đuôi giờ cũng thấy là mình chuồn. Từ cái 5 buồng là xe điện ngược chiều đồng hồ, xe điện ngược chiều đồng hồ chút, mình sẽ là trục ngang qua vai đồng chủ, dưới sườn trục ngang, nó giống y như cái cảnh trục ngang vậy đó, mình cũng thấy đồng chủ tròn ha, ba lá vai đồng chủ thì vai đồng phổi nè, rồi hiểu không? Có thể về thêm, có thể không về thêm, nó không có trước được. Mà nếu không có tắc nghẽn thì không can thiệp. Đây là thì chỗ này nó hơi dày hơn. Thế có bệnh kinh người đại thì có đối xứng á. Cái cách này hết cái gì thành sao nha. Trên 1.3, chia tỷ lệ trên 1.3 là bệnh kinh người đại thì không đối xứng. Nhưng mà nó không có tắc nghẽn thì thôi. Khi nào mà có tắc nghẽn thì nó thất trái thì mình mới can thiệp. Nếu không có tắc nghẽn thôi, để theo dõi. Cái này dõi từ chứ không có thuốc, không có tác dụng gì hết. Mấy chị xem có cái bản bình thường xưa bây giờ thì chưa bình thường ha, trong máy có hết á, trong mỗi cái máy đều có hết thì cái này mình chết rồi, không cần được lấy ra photo nha, muốn cần đi dưới tôi vô đây chép mà. Đau đâu mà đau. Rồi chơi nó hết nha, mặt chơi nha, mình sẽ tìm là eo là mình quay đầu mặt chủ, khuôn mặt chủ ở chỗ này nè. À, đồ chú nó bỏ ngay chỗ này, thành ra nếu mình để đầu giờ ở đây mình muốn thấy là cái gì đầu giờ xuống, chứ đứng về thấy cái quản đó nè, à, đứng đầu giờ thấy cái hết nha, nghiêng xuống dưới hết thì nó dễ làm hơn. Đây mình đầu giờ ở ngay dưới giữa ha, cái mặt trời áp vô cổ bệnh nhân ha, mình chú nghe qua ba đầu chủ đây, mình chú lên đây ha, qua là mặt chủ, eo là mặt chủ, mình chú xuống, đây là thân tay đầu, đây là mặt cảnh chung, thân cơ đầu là cảnh chung trái nè, dưới đầu trái thì cái khoảng cách từ thân cơ đầu cho tới cảnh chung trái là quay đầu mặt chủ, đầu chủ ngang á, ngay chỗ đầu mặt dưới đầu trái á là eo là mặt chủ, sau đầu dưới đầu trái á là đầu chủ xuống, còn phía này đầu mặt chủ lên, để chia vậy có những cái móc giao cổ vậy ha, anh thấy rõ mấy cái đầu mặt lên cổ luôn chưa, đầu lưng nè, thân cơ đầu nè là mặt cảnh chung trái, là mặt dưới đầu trái ha, là đương nhiên eo là mặt dưới chỗ này. Cái tròn này động mạch phổi phải cắt ngang ra cái chỗ mà tập lưu cho hai đầu phổi á, nha, kịp chưa, nhớ cái đầu giờ lúc nào có chú xuống nha, cái mặt cơ úp vô cái cổ bệnh nhân, quét cái đầu giờ bên trái nè, nhìn cái chỉ hơn quét nhẹ qua bên trái thì cái chỗ cái hộp lưu cho hai đầu phổi vậy, cái chạy qua bên trái là động mạch phổi trái nha, quét qua đây ha, bên trái đây. Ống động mạch bình thường nó sẽ, nếu mình có một mạch nó sẽ ngay vị trí này, cái này thì không có. Rồi từ cái hình này ha, xây dựng lịch trình chiều đồng hồ, xây dựng lịch trình đồng hồ 90 độ, thì cái tròn hồi nãy á nó chạy ra phải, thì đây là phải, đây là động mạch chủ cắt ngang ha, cái hình này nó vuông góc với hồi nãy thôi.
rồi nói tóm lại là tim nó hơi dậy thôi, chưa có gì quan trọng, chưa có trụ